I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello everybody, welcome to Hell với KT. Nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game Pi nữa ha. Con này mình sưu tầm ha, về mình chỉnh sửa edit lại ha, thâm hích để nó là nguyên gốc ha. Ok, đây, ở đây mình có một cái tài khoản, mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng nhập, làm đăng ký ha. Ở dưới này nè ha, bấm vào góc dưới này nè, đây. Rồi bây giờ chúng ta nhập mật khẩu, tên đăng nhập. Đây là mật khẩu. Rồi vậy là ok, bấm màu xanh. Vậy là được rồi đó các bạn. Đó, bấm bỏ. Xong rồi chọn lại, xong sẽ nó hiện server, bấm vào. Vào game. Game free thâu nhưng mà thấy nó rất mượt ha. Nói chung là cũng thế. Đó. Rồi ở đây ta chọn nhân vật nữ đi. Ok, vào game nè. Đó, quá trời người đang chơi luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ một chút, thôi chạy luôn. Thôi nó chơi chứ chạy một chút đi. Mình kênh mình là đi sưu tầm game ha. Từ lâu lắm rồi, là chắc cũng từ hôm Tết tới giờ là mình không có kiếm mấy cái game mà thâu down hay là nạp tiền này nọ ha. Thì cũng mới có tháng này à. Nhưng mà lúc trước là mình đã không có ấy rồi, mình đi sưu tầm game rồi ha. Nhưng mà vẫn có một số người bán game này nọ mà mình không quan tâm. Thì người ta có công thì người ta có công đi lấy game hay tìm game thì người ta bán thôi. Nhưng kênh mình là kênh đi sưu tầm game ha. Nhờ những cái game mình sưu tầm thì mình về mình edit lại ha. Có những cái mình để, có những cái mình xóa ha. Thì tâm sự mỏng vậy thôi. Rồi ok, bây giờ hướng dẫn các bạn thâu. Để số 1, một số người nói ủa sao mà game anh đi lụm, đi lấy của người ta mà sao bây giờ anh đổi này đổi kia. Ủa? Mình up cho các bạn mà. Rồi bây giờ để hướng dẫn các bạn thâu coi. Lúc trước mình đã có nói, trước Tết mình đã có nói là mình sẽ làm một cái kênh vlog. Thì như lời hứa thì mình cũng đã làm một cái kênh vlog. Và hiện tại thì nói chung là chưa có up gì nhiều. Chỉ có up một bài hát để cho nó có trên này. Thì có bạn nào mà muốn ủng hộ kênh á, thì muốn đặt cái nền móng tiếp cho một cái kênh mới của Heo á, thì có thể qua đây like và cũng như là đăng ký kênh để giúp kênh vlog này lên được 1.000 sub và 4.000 giờ xem. Các bạn có ai có thời gian, có máy tính hay gì đó thì có thể giúp Heo cài giùm cái 4.000 giờ xem đó. Thì Heo cảm ơn các bạn trước nha. Rồi bây giờ chúng ta quay lại với con game. Được rồi, đây. Thâu những cái chính thôi ha. Đây là thâu Kim Nguyên Bảo nè. Đó, thâu mát tiền rồi đó ha. Đó, quá trời tiền luôn. Đó, thâu một cái là quá trời tiền luôn nè.
đó chữ số mà chạy. Rồi bây giờ thâu tiếp level ha, chúng ta chỉ thâu nhẹ nhàng hai cái đó thôi. Rồi đó, lên tiếp ha. Rồi thâu tiếp, tiếp tục nào. Đây là hình như là kinh nghiệm mới vọc vạch con game mà ha. Để 5.000 nó ra vậy. Hồi 5.000 nó không ra. Đó. Ồ, mát rồi, mát cấp rồi. Muốn trùng sinh ha cái gì á các bạn ơi. Rồi bây giờ ở đây mát cấp, cấp cao rồi. Bây giờ đi nâng cánh thôi. Rồi nâng vũ khí rồi. Cánh ở đâu ta? Ồ, có đá nữa nè. Đây cánh đó nè các bạn. Mua chứ ta đâu có muốn đi đây. Ủa đâu phải đâu, cửa tiệm đây, đây cửa tiệm nè. Hình như này là mua tiền luôn nè. Mua kim nguyên bảo hay gì á, phải. Ai muốn spam cho sập server thì mua cái này ha. Đó. Mua bông đó gửi tặng cho lắc sập server luôn. Đó. Nghỉ chơi. Rồi còn đây là đá gì nè, tùm lum nè. Đầu lần được có 99 cái rồi ta. Chừng nào mới đủ. Tiền mua được đủ thứ ở trong này luôn nè các bạn. Đó, cộng tiền đồ lên ha. Bét đồ. Ý, đù, quên. Chưa có úp gì hết mà vô đánh thôi lại con này ta. À, không cho đánh, hết giờ đánh rồi hay gì á. Không, hết giờ đánh thì đi ra. Còn game sao thấy đồ họa nó sao sao quá các bạn. Vô trong cái túi tôi coi trời. Này là thư hả? Đó. Đây cái túi nè. Ủa không phải luôn, túi tôi đâu rồi? Túi mình đâu rồi? Cánh lên nào. Up 23 rồi. Ủa cho nó lên mà sao thấy nó vẫn không có thay đổi gì hết ta. Cái cánh nó vẫn trơ trơ rồi đó. Nếu bạn nào có rảnh thì có thể
có thể thử ha, có thể thử giúp mình xem cái cánh với mấy cái kia là thâu là cái số bao nhiêu. Lên vượt tháp thử coi nè. Đó, lên đây mới thấy đồ ngoại được được chút nè. Ờ, mình nhắc lại luôn là kênh mình là kênh sưu tầm game nha. Đó, nên cái việc mà game mình lấy ở đâu hay là này kia kia nọ có ăn cắp gì thì cũng là chuyện bình thường thôi ha. Game thì cũng bên này bên kia. Đó, người này up qua người kia up nọ, người này up qua người kia up lại này thôi. Cái gì vậy? Skin đâu đẹp vậy? Mặt cái này không được, đậu phụ. Thôi đi leo tháp đi. Đó, đó đẹp ghê không? Trời ơi. Nó đánh cho các bạn xem kỹ năng đồ kit của nó đó. Đó, đó, mày chết mày nè con, đó. Ồ, kỹ năng có rồng rồi nữa nè các bạn. Để chuẩn bị lên nộ xem nộ có gì nè. Sắp rồi, sắp đủ nộ rồi nè. Không thấy gì hết. Ủa còn cái này gì đây? À, qua đăng nhập. Còn cái này online, onlit gì đó. Này là gì đây? Ô, mở, mua. Lấy không được, đậu phụ. Tại sao lấy không được? Thật là thất vọng. Có con boss rồi mới là quan trọng nè. Con boss nó đè mình muốn chết luôn các bạn, không thấy được nó luôn. Rồi giờ tại làm sao để thấy được cái cây cái máu của nó nè. Đánh biết chừng nào mới hết máu của nó. Không hết máu của nó là chắc cái chúng hết máu của mình quá. Hãy đừng nói đánh hết giờ mới hết. Ôi trời. Úp mát ngọc luôn. Hồi nãy cộng cái kia là cộng luôn cái ngọc đó nha các bạn. Hình như là vậy, nãy mình thấy có màu xanh xanh nổi lên. Đá đù, ở đây đi mua được ngọc luôn nè. Ui giời ơi. Ngọc này mà mua luôn rồi còn gì nữa nói trời. Đánh chết con ta luôn. Á đồ. Ngọc cam luôn, không phải ngọc vàng luôn. Về thai luyện. Mà quan trọng là bây giờ cái viên nào nè.
mình nghĩ là viên đầu tiên á. Này là thay đổi. Này phải dùng Google dịch các bạn. Google dịch bỏ vô coi coi cái nó là cái tiếng gì. Đá này đó. Đá này thấy cái bàn tay chắc là đá này là đá sức mạnh hay gì rồi. Hay là tấn công gì đó. Trời má ơi, đánh con boss nãy giờ chưa xong. Wow, đây quá trời kỹ năng luôn nè. Muốn đem gì ra đem chắc. Ừ chắc vậy quá các bạn ơi. Ây dù. Đem này ra nè. Đem cái này ra nè. Còn cái nào thấy đẹp đẹp nữa ta. Con rồng này thấy xấu. Đem cái này ra nè. Nó cũng có thay đổi gì đâu ta. Không biết là đánh chừng nào mới hết nữa. Thôi không ra ngoài. Lâu quá. Thì cái video này mình hướng dẫn sơ sơ như vậy thôi ha. Ở việc còn lại là các bạn tự chơi ha và tự tìm hiểu rồi. Nói chung thì làm nhanh gọn lẹ. Bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. À quên, nhớ like và share kênh mình nha. Bye bye.